Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một trái banh. Trái banh này là một trái banh da để dành để đá banh. Trị giá của nó là khoảng 110.000. Đây, trò chơi thể thao. Thì khi mà bạn mua về thì nó sẽ có hình như thế này, là như là nó chưa có hơi các bạn. Mình phải bơm hơi vô cho nó. Mình bơm hơi vô nó mình mới xài được. Thì thường thường á, một trái banh á, người ta sẽ có cái kim tặng cái kim trong đây luôn. Các bạn mua cái đồ bơm nhỏ nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để bơm đầy hơi cho trái banh này. Đây là mình sẽ bơm hơi. Thường thì như cái đồ bơm hơi màu xanh này là các bạn mua riêng, các bạn ở nhà có sẵn vậy đó. Đó. Thì khi mà mình mua trái banh này thì người ta sẽ cho mình một cây kim. Cây kim mình đó mình gắn vô cái đầu. Đó, mình gắn siết vô, mình sẽ cho nó chặt vô cái đầu này nè. Rồi. Bắt đầu là mình mới kiếm cái phần nó có cái lỗ như thế này nè bạn. Bạn găm vô và bạn cứ bơm thôi. Đó, bạn găm vô là nó bơm tự động nó căng luôn. Đó. Thì khi mà nó căng thì mấy cái này nó sẽ chứa vừa đủ luôn các bạn. Các bạn cũng không có lo gì hết. Chỉ có 110.000 thôi. Các bạn chơi, các bạn đá một thời gian thì nó xuống hơi, nó ra hơi á, thì các bạn cứ lấy đồ bơm, bạn bơm thêm một miếng hơi nữa. Rất là bền. Đây, cứ bơm thôi. Sau khoảng thời gian khoảng 3 phút mình bơm, tích cực bơm, thì trái banh này nó đã trở nên hoàn chỉnh các bạn. Hơi nó đã đầy và mình đá được rồi. Đây, rất dễ thương nha các bạn, rất vui đá banh. Bây giờ hiện tại thì người ta hay mua những cái banh này để người ta đá banh cũng rất là nhiều nha. Trò chơi này rất là vui, vận động trong trường học người ta cũng hay mua các em học sinh. Đó, chỉ có 110.000 thôi. Đây, rất dễ thương, chơi rất là vui các bạn. Chỉ 110.000. Thì khi mà các bạn mua thì các bạn hãy là nhờ người ta bơm dùng luôn. Hoặc là các bạn có đồ bơm sẵn ở nhà thì các bạn đem về nhà bơm. Rất cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu có ý kiến bình luận nào thì các bạn xin vui lòng comment dưới video cho mình biết nha. Xin chào, xin hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.